đi nướng kiểu nhà mình. Chuyện là trong các clip mua thảo quả trước có khá nhiều bạn hỏi mình thảo quả dùng như thế nào, nên hôm nay được ngày rảnh rỗi mình sẽ làm món thịt nướng theo cách nhà mình vẫn làm nhé. Thảo quả có nhiều người sẽ nướng lên xong mới tách lấy hạt, còn nhà mình thì sau khi sấy khô rồi dập ra lấy hạt, cho vào máy xay. Cái máy xay này nhà mình dùng được hơn 4 năm rồi mà vẫn còn tốt lắm. Hai loại gia vị không thể thiếu của món thịt nướng nhà mình là mẻ và thảo quả. Thảo quả thì các bạn vẫn có thể xay nhỏ hơn nhé. Nhà mình thì chỉ xay thế này thôi là thấy ok rồi. Tùy lúc có thêm mắc khén hạt rồi hay cho thêm tiêu cũng được. Chẳng hiểu sao mình cứ cảm giác ăn thịt nướng xiên bằng cây ngon hơn, nên lại phải đi lau lau vót vót mấy cái xiên về. Đoạn này đã thơm rồi các bạn ạ. Ở quê mình bây giờ vẫn tự làm cỗ đãi khách chứ không thuê nhà hàng. Làm cỗ thì món chính thường sẽ là đàn ông làm, còn đàn bà con gái thì nấu cơm hoặc là đồ xôi và làm những việc lặt vặt. Ăn cỗ ở quê mình thì chắc 10 đám cỗ có 9 đám cỗ có món thịt nướng này đấy. Đến đoạn này ngồi trông mà nghe tiếng mỡ rơi xuống than xèo xèo cùng với mùi thơm thì tứa nước miếng. Tại vì mình bó vào rồi mới nướng nên khi mặt ngoài đã chín vàng thì mình xoay xiên thịt ra để nướng tiếp phần bên trong. Làm thế này thì thịt nướng sẽ không bị khô mà vẫn đảm bảo chín đều. Và đây là thành quả này. Thơm ngon tuyệt vời.